các bạn. Đây cuối cùng mình lên được một giọt đây luôn nha các bạn. Đây. Mấy con? 2 3 4 5 6 7 8 con nha các bạn. Chào tất cả các bạn nha. Hello, bây giờ mấy chú cháu bây giờ đi lặn hải vị. Giờ mình làm món đây. Làm món gỏi hả chú? Giờ đi ra thúng rồi ra nhìn kia kìa. Đây, bây giờ hai chú cháu mình sẽ đi ra cái chiếc ghe nhỏ ở kia để mấy anh em mình đi lặn con hải quỳ nha các bạn. Đây giờ theo chân chú Phong mình đi thôi. Bọn đã nhảy xuống rồi nha các bạn. Giờ lên chú Phong đúng không? Máu này, máu này. Rồi rồi, ok. Dạ bây giờ xuống lặn hải quỳ á. Xuống lặn hải quỳ nha các bạn. Bây giờ chú Phong với lại một em đây nữa xuống lặn. Bọn này để xuống trước rồi. Anh Dương chừng nào xuống? Chờ tới kè sau. Kè sau hả? Đây coi cho chú Phong nè. Đây. Đây xuống lễ chú theo mà đi kiếm mồi nhậu của anh em nha. Hành trình đi kiếm mồi nhậu đúng không? Nhưng mà cái món này là món gì ngon anh Dương? Đây hấp chấm mắm gừng. Hấp chấm mắm gừng hả? Bạn thấy khu du lịch Bãi Quao đẹp không các bạn? Có ông Phật ở trên núi luôn. Đây, bắt đầu là giờ anh Dương ra tay nha các bạn nha. Giờ chú cháu mình mới di chuyển cái chỗ khác nha bạn.
cái chỗ hồi nãy là mấy chú cháu mình lặn nó không có nha. Bây giờ mình di chuyển cái chỗ khác, giờ chú Phong xuống lại. Cuối cùng mình lên được một giọt đây luôn nha các bạn. Đây. Mấy con? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con nha các bạn. Ồ, con này bự nè đúng không? Không, con này bự nè. Không bắt con sao biển này. Được không, cầm lên đi không? Ké nó chui vô luôn hả? Ké nó chui vô luôn nè. Đây, mấy con ké luôn. Đây các bạn coi nè, ké đẹp không? Đây con ké này, trong đây nó ăn, có một con ké nó dính vô đây luôn nè, nó ăn nè đúng không chú Phong? Này con ké này nó ở trong cái con ở trong đây hả? Nó ở. Ké đẹp. Giờ mấy chú cháu mình bắt nãy xong rồi, giờ mấy chú cháu mình về nha các bạn nha. Thành quả của một buổi hôm nay là được 8 con hải quỳ. Cái một con sao này. Ké luôn, ké luôn, ké.
quay á cho đẹp. Chế lúc nãy xong, bây giờ là luộc cái con hải quy này các bạn nè, luộc chung với lại lá mận hả chú? Lá mận. Mình luộc ra xong rồi bắt đầu là mình đem cho nó nguội, xong bắt đầu là mình thái ra đúng không? Mình thái ra xong mình làm gỏi thơm lắm các bạn ơi. Đây các bạn, món hải quỳ bây giờ làm gỏi nè các bạn nè. Đây tay thả thả, bóp nhanh đi được. Quá hấp dẫn luôn các bạn ơi. Đây món đùi ấy. Đây là lòng gì đây chú Phong? Đây là lòng mỡn. Mỡn. Con quẩy á. Con hổn á đúng không? Con hổn. Mấy anh em chưa hiểu là quẩy rừng giờ tặng cho bộ đồ lòng. Đây, thằng Lâm Văn Tý thì nó đang làm đậu phộng. Mày chào các bạn tí mày, sao mày cuối đó cường nghe coi. Làm nửa ký ăn hết bè lạng là còn hai lạng. Bây giờ ngồi bóc là phỏng ăn sao ạ? Hấp dẫn chưa? Cái con hải quỳ luộc làm rất là cực, nhưng mà làm xong xuôi giờ là nhìn thấy rất là hấp dẫn nha. Muốn ăn ngon là phải cực chứ. Đây, Phong đây, đang cắt ớt. Bỏ bỏ vô mâm luôn hả? Trộn mâm luôn. Ý chén. Lấy cái mâm que tí, lấy cái mâm bỏ ở giữa cho anh trộn. Rau từ đây. Chưa hết là muốn ăn rau à? Chưa. Quá hấp dẫn luôn các bạn ơi, thèm quá. Chưa dở là muốn ăn rau. Nhiều chanh này chắc ít quá. Ít chanh thì còn đó, nặng thêm vô. Đậu này ai ăn nặng vô chua. Trời ơi, quá ớt. Ớt nhiều vô vậy á. Sướng. Vô luôn tới. Cho luôn không? Cho luôn. Rau sẽ nhìn vỏ ướt nữa hả? Rảy cơ. Sắc sắc ra bớt ơi. Không? Thao gì á? Đi luôn không? Cho luôn. Cho lên luôn ơi. Chứ bây giờ cho luôn lấy về sắc đâu được. Đu. Chị em. Cho tí ớt đỏ nữa chứ không? Ớt đỏ đâu nữa. Xuống lấy. Trong bếp á. Mời không? Bây giờ dèo cái đi không? Không gặp không? Đây này này hết nó làm biếu méo mình tán nướng không? Quá ngon rồi các bạn ạ. Mình tán nướng rồi chàng hả? Đây làm biếu méo. Hôm đó có mặt lại đâu, có ông quê không kéo. Hôm lặn xong đi cũng nhanh nhé, bén tầm mới. Chứ bén gỗ tầm mới mà không có bén. Gỗ chua.
đi chủ yếu ăn rồi để vui cho bán vậy. Cái gì? Rồi, mà không ăn rồi vô đây ăn quá. Đậu phộng rau thơm, hành tây rồi vô. Mắm ớt. Chị nó mua trộn mua ngon. Lâu lâu ăn con lửa hai rồi lửa bi rồi. Một mâm gỏi siêu to khổng lồ. Rồi. Alo. Rồi, vô. Bữa nay làm cái món gỏi hải quỳ để xong rồi bây giờ mấy anh em mình thưởng thức, bây giờ cũng mời các cô chú anh chị em cùng thưởng thức với chúng anh em của tụi tôi. Mời anh em nha. Nè, phúc mừng miếng. Con mình lấy mình gấp miếng đỡ chẹp á. Đó giờ ăn rồi chậm chẹp mấy. Hả? Đó làm miếng trước coi. Dạ cô. Mời cả nhà nha. Rồi. Mời cả nhà nha. Ngon chú. Kẹp nhân như thế nào chú? Cái món này như thế nào? Dạ dạ dồn 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 sực hả? Ngọt ngon ạ. Có ngọt nước không? Ừ chưa. Con gì đó gốm phải không? Đây. Hải quỳ. Rồi con sao đây là món gì đây mà sao để không không đây? Cái này tụng lưng cho mấy hàng là hàng biển. Hàng biển hả? Ừ, tụng lưng cho hàng biển. Thử đi cho. Vui rồi, mềm lắm mềm. À, mềm luôn. Sao tình hình tổng được không? Uy chang. Quên rồi, thử nước nơi. Chắc anh trộn rồi. Thử quên rồi. Anh Dương lên anh Dương. Cha mình nhờ dối về đây một chút nha. Ngon không? Cái gì không? Quá. Cái này cái biếm của bà cái súng của con đã này. Đây là súng nha. Súng hả? Súng nha. Súng của con mang đúng không? À súng của con mang á. Rồi coi mình cái xong dìa luôn nè. Dìa luôn. Mình dìa luôn nè. Ồ, chặt bé giờ chưa xong luôn mà. Lên bia coi. Lên bia, lên bia. Lên đây. Để về mày còn lên. Anh thấy mấy đoạn này tí nè. Có cái điểm nè. Rồi anh em làm miếng lòng nha. Ngon quá tươi mà tranh thủ anh. Ăn thoải mái đi anh. Cái cái phim nào streamer không? Quá nào nói streamer già không biết. Số em nó khổ quá cái gì á mà. Số. Chú Thu, làm miếng thử miếng gỏi cho Thu. Ngon. Đâu được không? Đâu được. Ủa cái con này nó ngon thiệt. Ngon không? Khó lắm, bắt nó đi lặn khó lắm, làm mà cực nữa. Sống mà anh già già làm được con giòn nữa không? Ngon chú. Lâm lên làm mới lắm. Thử làm miếng này. Giờ Hải biết con này chưa? Mồi nhớ. Đây cũng Hải luôn á. Ngon quá. Nhức nát không? Nhức nát quá. Ngồi với cái nhà thôi. Anh Hải lên làm thử miếng anh Hải. Cho cả nhà coi thử cảm nhận thử cái món này như thế nào. Ê, bữa nào nếu mà ngon thì anh em mình làm chuyến nữa đi bắt nữa. Mệt. Để mệt ngon. Một nước sấu rồi vô ổn. Hải quỳ rất là ngon. Hải ngầu ăn hải quỳ. Tuyệt vời. Làm mà cái cây mà anh em làm miếng cái cây. Cái con này còn nhã nhã nhưng quyên để dành cho ăn bệnh này không tình nó lặn được nhiều nhất mà con bự bự không ạ. Đỡ còn lại quyên con ăn. Tém còn không? Tém. Đây. Không, còn miếng bia ăn nữa. Sáng mắt một chuyện không có đi được chứ mấy anh em. Cái đây. Đây là nấu món bia nha. Món bia đúng không? Bia mang đúng không? Mang nha. Còn đây là món lòng của nó nè các bạn. Đây là lòng của con mang. Rồi nó mở lấy chiếc nữa cho nó lép nó còn còn thứ mấy chiếc rồi. Ngon quá ngon. Súng mình ít ăn nữa. Làm
Đó xong lấy tô xài luôn rồi mọi người. Thì hợp lòng để miếng bia nha. Hợp lòng với đây đây. Kia này. Món bìa ngon anh? Ngon ngon. Nó có nhẫn không? Nhẫn nhẫn nó mới ngon. Thôi nhẫn, nhẫn cái mày nó ngon. Đồ nhanh lên cho mình ăn được chứ nãy giờ nó thèm quá kìa. Kéo vô. Nóng muốn gì nhẫn. Bìa. Bìa. Con đi lạng đồ con bự bự nữa cho con bự đồ dứt vô nhai rộn rột rột cho nó đẻ ơi. Mà anh em làm cái bữa nha. Nào chưa ăn thử chưa? Bữa nay được 4 năm anh đi lạng mà cắn mình hai anh em mình cá hai chú cháu mình cá. Còn mấy kia lạng không cá. Mở nghe cho mẹ mời nghe. Đâu có phải quen đâu. Tám. Sáng mắt chú cháu rồi chơi đâu đây đâu phải vô quen đâu chưa anh em. Cái mắt thăm vợ bạn đĩ đi cũng được. Để dặn gì đâu còn vô chưa chứ bằng anh bằng chú. Món này múc cái nước vô. Nước ngon chứ. Nhẫn ngon lắm. Nó bổ cái nước phải không? Chút bát sắc cái nước mà. Ngon. Ngon ngon quá. Đây các bạn. Ngon thì đây không? Đây không? Béo hầm được luôn à. Rồi cho em đưa bói ra nha. Ừ. Nhìn nó ngon. Bà anh em làm miếng canh nha. Ồ, em miếng canh rồi nha. Lúc nào giờ ít ăn bạn bè nữa nha, anh thử. Ăn miếng nữa. Ăn canh không kèm súp nha. Kiếm hai gần nữa. Đúng không? Ra đây. Quyết nha. Ăn mà nha, mặt tôi ai dám ăn mày. Mời con chú anh chị em nha. Móc qua. Nhức nát không? Nhức nát. Dở nát lên coi thôi. Đúng ngon anh em à. Nói làm món này đúng ngon luôn á. À. Biết cái chỗ dần bốn mấy anh em cái thường ăn. Mời chú cháu này lên. Mời làm miếng bia vô. Làm bia đi. Bắt nó để cực đầu mà vừa làm một cực nữa hơn. Cái lúc ăn là thấy không ngon à. Dễ cái như mắm này hẳn vô. Lúc bác này để trộn vô đây. Ba bác cực không? Bác cực. Đừng rốt vô vậy. Làm miếng lòng à. Làm miếng lòng mang đây các bạn. Con mang rừng á. Đây con lòng mang đây. Thế ăn cái gì cũng ngon hết trộn. Bữa này cái gì cũng ngon. Không biết ăn cái gì trước ăn gì sau luôn á. Mà ăn nấu nó chưa. Phụ lẳng, phụ lẳng nấu bị rồi. Bữa này nấu thuộc rồi hả? Bởi dây gì nhiều. Trước ngon đó, trước thì tớ. Đây quét. Nãy giờ mấy ông cháu mình ăn cũng hết mâm luôn các bạn à. Còn nhiêu đây nè. Mình cũng nao. Thôi giờ anh em người làm miếng nữa cho hết đi. Rồi, miếng kết thúc đi. mình cũng nao quá, mình ăn không nổi nữa. Được, con nao mà ăn nổi nó làm chén hả? Ồ, cái thằng này. Coi nè, chú Thu mà chịu không nổi dân tí mà lâu chứ. Ông nãy giờ không dám ăn luôn á. Để chừa cho tí nó ăn nè. Hết đâu, không đủ tí nữa. Nào hay ăn nào. Để giờ chờ nói câu. Thảo lên đây, lên đây, lên đây, lên miếng đi. Để giờ chờ con đây á. Trời ơi. Qua cái cái mày lấy con thấy mình luôn mà. Ở khi mà làm được là lòng nửa chén ấy, nó múc cái canh này hết luôn nhỉ, chắc cái ruột nó không múc đâu. Nó chắc kiếp trước nó nhồng rồi sao bây giờ. Nửa chén khi mà chứ cái canh rồi. Đậu thai thành ná. Thôi thôi nó lại nè. Để coi nó chín này nó ngọt. Cái cưới. Đó là nồng á. Cái cây không mình nước chưa là cái cưới vô cưới người. Đớp cảnh cái về đó cây nó ăn gì đó. Ớt cảnh ớt loại ớt ấy sao. Xin mày giỏi.
À, bác xin ví dụ là nói ăn bữa ăn 100 trái đi, rồi thì mình ăn được đi. Sao không? Chứ cũng kẻ ký rồi mình. Sao làm miếng nữa à? Dừng nha, làm vô miếng bia này. Có vừa ốc đây nè, ốc mình nè. Cảnh là coi cảnh, chùm ra bèo cá. Ốc đã đây nha, tôi dòm vô đúng trái nó cây kìa không. Thôi video đến đây là kết thúc nha. Xin chào tất cả các bạn nha. Bye bye cả nhà ơi.